Rồi là tiếp tục em cũng qua luôn mấy con CD này thì nhiều mà nhiều bác bảo em quay quá thì em quay lên. Rồi bác nào mình xem, bác chủ nào thích những cái con CD này thì đặc trưng những dòng CD dòng ớt á thì nó là nghi CD hay và trưng bày rất là đẹp nha bác. Đặc trưng của dòng Denon thì tiếng dày phù hợp với các bác mình nghe nhạc vàng, nhạc bolero rất là tốt nha. Và thiết kế nó cũng đậm chất high-end nữa và nó chắc nịch đây các bác. Những hàng nòi nụt của da băng đây các bác. Còn về sau này thì họ thiết kế cũng như là nó không có bằng như cái thời kỳ trước này. Trước đó lại nhìn nó chắc lắm các bác. Từ những cái nắp này các bác, nó dày dạng mà nó dày hơn rất là nhiều so với đời mới bây giờ. Đời mới bây giờ nó làm như miếng tôn các bác. Em cũng không hiểu tại sao. Và cái mặt nó cũng không phải là mặt phay như, thời kỳ này đâu. Đấy. Thời kỳ này toàn mặt rồi phay nhôm mà dày cộm mà chắc nịch, cứng cáp lắm. Thế các bác đã nhìn qua các bác so sánh nữa rồi. Hàng đời mới bây giờ nó sao sao á, hàng đời mới mà hàng cao cấp đắt tiền, cực kỳ đắt tiền á, chứ còn cái hàng mà so với cái tầm tiền mà mười mấy hai mấy triệu mà hàng mới ba mấy triệu thùng số các bác đời mới bây giờ, nếu so sánh các bác để hai cái máy ra so sánh từ chất liệu và cái độ hoàn thiện của nó thì nó khác một trời một vực luôn. Rồi cái đó thì em nói qua, nếu các bác nào mình đã thấy và đã dùng rồi thì bác mới cảm nhận được cái lời em nói nó như thế nào. Rồi đi vào nhân vật chính của hôm nay là con Denon S10 nghe CD tích hợp giải mã DAC để các bác nghe nhạc YouTube này. Cái đĩa này là chuyên cái đĩa mà em test này các bác, em test test Mac có tài có sức từ lừa vừa đây. Giờ em luyện mà bỏ không có ấy, đĩa này em chỉ để test cho các bác những sản phẩm hàng về thôi. Cơ ra vô cực kỳ là êm ái nha. Con này 13 triệu nha bác, chuyên con đổ bớt 200 là còn 12 triệu 800 đã bao gồm phí ship. Đấy, em báo rõ ràng cho các bác luôn. Thì khiển đời nông của nó đây. Rồi bấm vào. Những dòng này thì cũng sử dụng mic từ và mic rất là êm ái nhị nha. Nhận bài 16 bài. Rồi cái đó rất là từ nha bác. Bây giờ em cùng các bác đi vào xung quanh của sản phẩm đi. Đấy. Rất là xuất sắc luôn nha. 13 triệu nha bác. Tích hợp vừa nghe nhạc CD hay, buồn buồn, thích một ca khúc nào trên mạng thì chúng ta có thể bật YouTube lên và sử dụng cổng optical để chúng ta ấy. Đấy. Hay là cái miếng giấy từ bên cam hay là bên nhật gì các bác đấy, phải dán cái này luôn này, DCDS10 này, tất cả ốc vào khe luôn. Này, mạch nó mạch vào bằng chanh nha các bác. Giờ thì những con này về hàng máy bay hết các bác, hàng Yahoo Nhật cái máy bay hết, chứ không còn hàng cam như trước nữa. Giờ công đồ container là về không có được nha các bác, nên là cuối năm nay toàn là hàng máy bay hết, nên là giá nó sẽ dao động và nhỉnh hơn vài trăm ngàn so với bình thường. Hàng toàn là đấu Yahoo hết cho các bác, có thay đổi mới đường tín hiệu vào này các bác. Đây đây, cổng optical in này các bác, để chúng ta sử dụng cổng DA này. Đấy, một bộ gia quang. Đấy. Nếu các bác nào mình lấy được lấy luôn bộ gia quang mà xịn sò của em á là 13 triệu luôn nha. Là chuyển khoản đủ các bác, còn nếu mà bác mua riêng mua kèm theo thì giá bộ dây quang là 300 ngàn nha. Còn dây quang tặng thì cũng có nhưng mà nó không có ngon đâu các bác, mình tốt nhất là mình mua thôi, đồ tặng thì có mấy chục ngàn à. Cũng có nhưng mà em không có tặng, không có khuyến khích các bác sử dụng mấy cái đó. Đấy, giờ bấm play nha. Nếu các bác nào mình lấy dây quang á thì mình cộng cho em 200 ngàn nha, bộ này thì em bán 350, nếu các bác mua kèm theo với cái đầu á là cộng thêm em là 200 ngàn đi. Đấy. Là tổng cái con này á, cả dây quang xịn luôn của Licton Mỹ trị giá 300 ngàn, em đang bán là 300 ngàn là 350 là bao ship các bác, cộng em là 200 ngàn là nếu chuyển khoản đủ là 13 triệu. Còn cọc tiền á, thì cọc khoảng 2 triệu nhưng mà giá là 13 triệu 200 ngàn. Vâng, đây là bên trong con CD nha các bác. Thì tất cả hầu hết những dòng CD từ nước ngoài về thì nó sẽ mới tinh hết nha các bác. Vì cái nắp nó không có cái lỗ thoát hơi nên là bụi không có thể mà lèn vào bên trong của con CD. Con CD S10 này chạy 4 con dây mã đứng thẳng hàng này các bác. Mỗi vé là 2 con nha, 2 cái tăng phô. Không được mã đồng nha các bác. Bác nào chốt thì alo cho em nha. Cho em test mic cho các bác nha.
em sẽ lèn về bài 1 nha. Máy chạy hoàn hảo tất cả các chức năng nha các bác. Đây là khe đĩa rất là mới. Radio là êm ái nhẹ nhàng. Bác nào lấy thì alo cho em chuyển qua hai số điện thoại trên nha. Đầy đủ phụ kiện khiến theo máy. Và tiếp theo đó là đàn anh, đó là con S13 La Mã nha các bác. Gold cực kỳ mới cho các bác sưu tầm, full phụ kiện, dây nguồn, catalo và khiển luôn. Giá con này là 19.500.000 nha các bác. Hàng đấu gia hưu nhập về, đẹp thiếu mỗi thùng xốp cho các bác nha. Đặc trưng của những dòng này là nó màu vàng nha các bác, vàng gold nha các bác. Và rồi bây giờ em sẽ đi xung quanh sản phẩm, rồi em sẽ kém điện và test hoạt động máy cho tất cả các bác nha. Những con này là hàng nội địa Nhật xịn sò, điện 100V nha. Máy đấu giá này các bác khỏi cần bàn về đồ đẹp nha, cũng là hàng tuyển kỹ lưỡng. Đây có thấy cạnh đặc trưng những dòng này thì nó màu vàng cực kỳ sang rồi, cái đó mình cũng không cần nói tới. Đây là khiển và dây nguồn, em sẽ lấy nó xuống nha các bác. Đặc trưng của dòng 3 La Mã trở lên á, 3 La Mã, 3 La Mã Limited, nó là dây nguồn màu vàng thế thôi. Đây là cái catalo nha các bác, em bỏ vào một bên luôn nha. Đây là ba phụ kiện của nó nè các bác. Rồi đi vào chi tiết máy, các bác sẽ thấy bên trên sản phẩm tất cả ốc đều vàng chóe, vàng khè luôn, đẹp tuyệt vời luôn nha các bác. Bác nào lấy thì alo cho em nha. 19.500.000. Thứ nhất những con này là CD cao cấp, vừa tích hợp giải mã DAC để các bác nghe nhạc YouTube, nghe nhạc mạng. Thì những con CD S10 vẫn là đối tượng cũng như là đối tác cực kỳ tuyệt vời để các bác vừa giải trí bằng CD, vừa giải trí qua nhạc YouTube nha. Đây là cổng đường tín hiệu vàng dây quang này các bác, còn nguyên các rác luôn. Đây là đường để chúng ta kết nối vào âm ly. Rồi thì phía sau nó như thế này, đẹp tuyệt vời rồi nha. Rồi sau đây em sẽ kết nối điện và test hoạt động của Mac. Để các bác ở xa mình xem sản phẩm, yêu thích sản phẩm thì cứ alo cho em chiếm nha. Giá trên là đã bao gồm phí ship rồi nha các bác. Rồi bây giờ em sẽ bật nguồn. Đặc trưng của dòng 3 La Mã thì cái khay này nó sẽ lỗm vào trong nha, rất nhìn rất là sang nha. Gọi là sang xịn mịn đấy các bác. Đây, bỏ đĩa. Chúng ta cùng đi vào. Và máy đã nhận đĩa 10 bài 50 phút 15 giây bấm play các bác. Đây là cái nút volume, chúng ta chỉnh volume to nhỏ nếu sử dụng đường tín hiệu sử dụng volume này. Đấy. Đấy, máy đọc khá là nhanh. Đối với thế này là quá tuyệt vời rồi nha các bác. Những con này về thì chỉ việc kém điện và sử dụng thôi nha các bác. Vàng khè, từ khe cho đến là máy. Máy sưu tầm nha các bác, bác nào mình lấy thì cứ alo cho em chiến nha. Giá 19.500.000 đã bao gồm phí ship, full phụ kiện của máy theo máy luôn nha. Rồi em chiến xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở video tiếp theo nha. Bác nào mình có nhu cầu về những sản phẩm nào thì alo cho em chiến nha.